dài trẻ hơn. Người đang thuộc vị trí của quân đội. Còn trong này, tiếp theo là một tay nghị nghệ sĩ nhân dân trong làng Cải Lương, nghệ sĩ nhân dân Kim Bằng. Và trẻ hơn của Cao Tử Kim Bằng. Vâng, tháng 3 đã được bắt đầu. Quá mạnh nên tấn công. Và để thủng lưới ở những giây cuối cùng của trận đấu rồi.